em tiến hành test cái đôi loa 7GX DV nhá, cho một anh khách anh như đã đặt được cái đôi loa này nhá. Đây, đây là đôi 7GX DV nhá. Đây. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test cái loa bên phải trước nhá. Đây. Đưa âm thanh sang loa phải này. Nhá. Cái lúc này nó chạy một tiếng nữa nhá. Còn loa phải có tiếng nữa. Đấy. Em sẽ giảm bass xuống này. Và đưa chép vào này. Đấy. Nghe tiếng chép chưa? Tiếng men kia tiếng tách này chép nhá. Ok nhá, chép xong này. Rồi em sẽ lại chép xuống này. Không đưa chép vào loa nữa, đưa bass vào này. Mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ chuyện tình yêu vẫn giữ nguyên cái tình trạng đó và em chuyển sang nó trái này. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Rồi ok nha, bác ok nha. Người xa một người đêm tay gối chia ly có gì vui nhá. Trời mưa nghe ra bút tim xu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm chờ đêm vắng với cô kể nhá. Vâng, bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng cho anh nhé. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.